Trang ơi, lại đây mà xem này. Tớ phát hiện ở đây có một con robot này. Wow, một con robot màu vàng. Đây này, có cả viên năng lượng kìa. Đúng rồi, mắt cũng phát sáng luôn. Trông đấy, nó xoay được này. Xoay bên phải này, xoay bên trái này. Tay đưa lên đưa xuống, nắm đấm này. Con này chiến đấu mạnh lắm đây. Con này hình như là có phải Bluebee không? Đúng rồi, đây là một chiếc xe nó biến thành đấy cậu ơi. Phía bên dưới còn có những cái nút bấm này. Cậu có biết không, con robot này chính là một trò chơi đấy. Chúng mình sẽ sử dụng hai cái viên su này để tham gia trò chơi. Sau là mình chơi trò chiến đấu với robot đúng không? Con robot này sẽ dùng hai nắm đấm to khỏe để tấn công đối phương đấy. Thế là con này nó có thể đấm nhau được đúng không? Nó có thể đấm bốc được đấy. Cho vào đây này, một cái nữa này. Hai su. Ấn nút này à? Ấn nút giữa để bắt đầu trò chơi. Ồ, cái xe này. Đây ơi. Không phải là robot đấm bốc mà là trò đua xe các cậu ạ. Đây là trò đua xe này. Tránh ra. Cậu cẩn thận, nó đang ở các chiếc xe khác đấy. Nhiệm vụ của mình là phải ăn thật nhiều vàng cậu ơi. Ui, đâm rồi. Ăn thật nhiều vàng. Đâm là tiếp. Ăn thật nhiều xăng. Đâm tiếp rồi. Ui. Cậu đi kiểu gì vậy? Ra này. Đấy, lượt này, bên này, bên trái, bên phải này. Ui, cái xe này nó phi nhanh quá. Xe này chạy tốc độ cao quá cậu ơi. Cậu bấm chặt thôi. Ui, bên kia nó như kiểu nó được gắn tên lửa ấy. Cậu ăn được cái năng lượng đấy. Tớ sẽ cho đâm hết những cái xe trên đường này. Ồ, hết năng lượng rồi. À, hình như là ăn được cái đấy là cậu đâm các xe khác thoải mái cũng không phải làm sao. Đúng rồi. Nó như một tấm lá chắn ý. Nó chạy nhanh hơn hẳn cậu ạ. Cố lên. Hết thời gian rồi. Thế là tớ chiến thắng rồi. Cứ tưởng là cái con robot này nó sẽ chiến đấu, thì ra là không phải, nó chỉ là mô hình thôi. Ở đây có một cái phi thuyền ngầu chưa này các cậu ơi. Một cái phi thuyền không gian đấy. Nhìn đằng sau nó này, có cả đuôi nhá, động cơ này. Chỗ này là chỗ bình chứa nhiên liệu bên này. Tớ để ý phía trước này còn có cả tên lửa đấy. Tên lửa và súng này. Bạn nào tò mò xem chiếc phi thuyền này vận hành như thế nào không? Đầu tiên á, muốn chơi cái trò này thì chúng mình phải thắt dây an toàn trước đã. Kéo cái dây lên này. Đúng rồi. Bắt vào đây. Không làm cái phi thuyền này nó bay nhanh lắm đấy. Là văng người ra đấy. Chơi cái phi thuyền này cũng dùng đến xu đấy. Tớ có hai xu ở trên tay rồi. Lỗ đốt xu này. Một xu này. Hai xu này. Chơi đi Trang ơi. Chuẩn bị nhá. Nhìn tớ lái đây này. Ui, ở đây họ bảo là phải cho 5 xu vào cơ, thiếu 3 xu nữa để tôi cho. Bảo sao mà tôi kéo cần mãi chiếc xe này vẫn không đi. Giờ thì được rồi đấy. Ấn nút màu vàng này đúng không? Wow, nhìn này, một chiếc máy bay chiến đấu luôn. Đẹp thật đấy. Tiếp tục. Chờ cái thanh màu vàng này loát thì chúng mình sẽ có thể chơi được. Bắt đầu lái thế nào. Thuyền của tao nó đang nghiêng ngả rồi kìa cậu ơi. Mỗi lần mà tớ lái là chiếc thuyền này đều nghiêng qua. Lái sang bên phải, lái sang bên trái này. Bắn. Kia bắn đi Trang ơi, nhanh lên, không là cậu bị bắn bây giờ. Có rất nhiều máy bay khác đang bắn tớ. Ôi không, tớ đã bị thua mất rồi. Nhìn này, ở giữa cái bảng điều khiển này còn có một cái nút tròn màu vàng. 1, 2, 3, hãy cùng bấm xem nút tròn này cho chúng mình ở đâu nhé. Wow, bay ra khỏi trái đất rồi này. Yuhu. Lại đây Trang ơi. Ở đây có cái trò gấp gấu này. Hay cực. Nhiều gấu chưa? Đâu. Trò nào là trò gấp gấu cơ? Wow, một cái máy to khổng lồ luôn. Nhưng đây đâu phải là trò gấp gấu. Gấp cho cái móc treo chìa khóa hay sao? Đúng rồi. Đây là những cái móc treo chìa khóa chứ không phải là gấu đâu. Cậu có thích gấp không? Ôi, tớ đang cần một chiếc móc treo để treo chìa khóa đấy. Một xu nè, hai xu nè. Xem nào, chúng mình sẽ lấy cái móc treo nào nhỉ? Nhiều loại quá, có cả Hello Kitty kìa, siêu nhân kìa, gấu kìa. Có cả hình một chú hổ. Ấn này. Xuống rồi. Lên đi. Cậu gấp kiểu gì vậy? Không trúng rồi. Do ràng là tớ gặp chúng nó rồi mà. Tại cái móc này nó không chịu cầm lên đi. Còn mỗi một xu thôi. Wow, trong này là hai con robot này. Một con màu vàng, một con màu đỏ.
giống y như cái con robot ở kia cậu ơi. Hai con robot này có chức năng chiến đấu đấy, tấm tốc đấy các cậu ạ. À. Wow. Đúng rồi, nó có thể đấm đấy. Có phải là chúng mình sẽ dùng hai cái điều khiển này và bốn cái nút bấm này để điều khiển chúng không? Bây giờ tớ với cả cậu sẽ thi đấu với nhau nhé. Bạn nhà mình bình chọn cho bạn Trang hay bạn Nín là người chiến thắng. Được rồi, tớ cho xung của tớ vào đây. Đây này, điều khiển nào. Dín, đấy, con robot màu vàng của tớ điều khiển được rồi này. Đấm đi. Những cú đấm khá là mạnh đấy. Đấm. Khả năng cao là không thể chiến đấu được với con robot màu đỏ trắng của tớ đâu. Đấm này, robot của bạn Trang á, làm sao mà chiến đấu được với của tớ được. Đến đây nào. Đấm. Robot của cậu đấm đi đâu đấy? Đấm này, đấm đằng sau lưng bạn Nhím này. Robot đâu, quay lại đi. Con robot này, nó lại cứ chạy thế này. Hình như là cần điều khiển này khó điều khiển quá cậu ơi. À. Nó đang tiến lên mà nó lại cứ lùi xuống vậy. Đấm. Đến đây. À, quay đúng lại này. Đấm đi này. Quay đúng lại với tớ lại, tớ đấm nhau một trận này. Robot ơi, tiến lên, tấn công con robot của bạn Nhím đi nào. Ơ kìa, sao lại cứ đứng như thế đấy? Đây rồi. Đấm nào. Đấm đi. Con robot của tớ, tại sao nó không đi lại được nữa rồi? Robot của cậu bị hết năng lượng rồi. Yeah! Thế là robot của tớ đã chiến thắng rồi. Yeah. Các cậu thấy không, con robot của tớ còn đang đấm siêu mạnh luôn. Nhưng mà trò đấy vẫn không hay bằng cái trò này đâu. Lại đây mà xem này. Tớ phát hiện ra những quả trứng siêu to khổng lồ luôn. Bên trong những quả trứng đấy lại còn có những quả trứng bé tí hon nữa. Đây là trứng khủng long à? Một lần gấp, tớ không biết là trứng gì nữa. Nhưng nhìn kỳ lạ chưa? Wow, ba đầu trứng luôn. Một cái phi thuyền trứng. Thế thì tớ muốn trong quả trứng này sẽ có một à, sẽ có cái xe này cậu ơi. Cậu gấp cho tớ cái xe này nhá. 50.000 một lần đấy. 50.000 một lần gấp. Bây giờ tớ sẽ đút tiền vào cái khe này nhá. Phải vào đây không cậu? Ô, cái máy này nó chê tiền của tớ các cậu ơi. Đút tiền vào thế nào hãy nhẹ ra. Đút lại nhá. Nào, hình như là phải để đồng tiền này thật thẳng thì cái máy này nó mới nhận. Nó không nhận cậu ơi. Sau một hồi đút đi đút lại thì cái máy đấy không nhận. Tớ sẽ chuyển sang máy khác. Ấy. Cái này nhận luôn. Chiếc máy màu hồng này có vẻ hợp với tớ đấy. Bây giờ mình sẽ làm gì nhỉ? Xoay. Wow, một quả trứng ra rồi nè. Một quả trứng màu vàng. Không biết bên trong quả trứng này có cái gì nhỉ? Mở ra đi mở với tớ nhé. Xoay cái này đúng không? Không xoay mãi không được vậy cậu. Đành phải dùng cách của em ca mới được. Wow, cái phúc treo chìa quá này. Thế sao không được cái ô tô này của tớ? Tớ thích ô tô cơ mà. Tớ cũng thích ô tô, thế nhưng mà thế nào tớ lại không gấp được. Wow, Trang ơi, nhìn này. Một cái tay cầm, một cái ống nhòm rất là to luôn. Ui ôi, nhòm xa lắm. Đây là một cái khẩu súng trường đấy cậu ạ. Dài cực luôn. Ở đây không chỉ có một cái súng mà còn rất nhiều các cái súng khác. 4, 5, 6, 6 cái súng cơ. Khẩu súng này chuyên chiến đấu hả cậu? Đây này, ngồi xuống đây á, bắn bùm. Súng này lợi hại lắm đấy. Đây là chỗ lắp đạn này. Còn đây là cái có bóp này. Tạch này là nó sẽ bắn đạn ra này. Tớ thích chơi trò này rồi đấy cậu ơi. Trò này á, mình chỉ cần nhắm chuẩn, bắn trúng là sẽ được quà. Được quà? Thế thì cậu cố lên. Chứ từ vừa nãy tới giờ cậu chả nhận được phần quà nào cả. Được rồi, để tớ tham gia trò chơi này cho. Đây chính là trò chơi Enemy Box đấy. Đạn đây này cậu ơi, tớ mua một túi. Wow, đạn là những viên bi tròn màu đen này á. Đúng rồi, đây nha, cho vào lỗ này. Một viên này, cậu nhìn tớ bắn đây này. Khẩu súng này trông nặng đấy. Trật tự, lúc tớ bắn thì cậu không được nói to nhá. Cậu đây nhằm cho kỹ vào. Chứ tớ không tin tưởng khả năng của cậu đâu. Tớ bắn rồi. Đâu rồi? Có dùng cái nào không Trang? Vẫn chưa dùng cái nào cả. Cậu bắn trượt rồi còn đâu mà đòi dùng được. Bắn được tấm thẻ màu đỏ thì cậu sẽ nhận được phần thưởng đấy. 4 tấm thẻ là sẽ được nhận phần thưởng rồi. Tấm thẻ màu xanh kia là cậu không được bắn nha. Bởi vì bắn ở đấy là cậu sẽ bị trừ điểm đấy. Lần này nhằm cho kỹ vào đấy. Tớ bắn trúng một cái rồi kìa cậu ơi. Một cái dụng rồi. Tiếp theo nhá. Hai cái này. Wow, bạn Nhím lần này bắn khá đấy. Xem nào. Còn cái nào nữa không? Ui, trượt rồi. Lại. Đổ tiếp này. 3 thẻ màu đỏ rồi, cố lên. 4 thẻ nữa là chúng mình sẽ nhận phần thưởng thôi. Sau khi bắn trúng được 4 tiêu, mình vào đây đổi quà nào.
mục tiêu thì sẽ được cái gì nhỉ? Mình chỉ được đổi ở cái hàng này thôi này. À, nhìn này, có một con Hello Kitty màu hồng kìa. Đây chứ gì? Đúng rồi, lấy con ý đi. Được rồi, tớ lấy con này về, tớ sẽ tặng cho em Cam. Trò chơi này là trò chơi gì trông lạ vậy cậu? Ui, ở đây có những cái nhân vật hoạt hình trông hay chưa? Có cả cướp biển này, hải tặc wow, này. Wow, A14. Hình như là chơi trò chơi này thắng thì chúng mình sẽ được nhận những phần thưởng đấy. Ui, đấy là những vật phẩm đấy. Ông này ở dưới mới ghê này, to chưa? Wow, trông sợ thật đấy. Trông ngầu thật. Bây giờ mình sẽ chơi cái trò này nhá. Xem nào, đút một tờ 10.000 vào đây nào. Một tờ... nào, vào đi, vào đi. Cái máy này nó định chia tiền như cái máy chia nãy à. Nó nhận tiền rồi này. Sau đó, ấn bắt đầu. Chọn A14 nha. 14 này. Ok, tiếp tục. Chơi thôi. Chúng mình sẽ phải điều khiển các thỏi son để khi chúng các bạn quay liên tục vượt qua 3 ải thì sẽ nhận được quà. Để tớ chơi đầu tiên nha. 1, 2, 3, 4. Ui giời, ui giời, còn một cái nữa. 5, 6. Yeah. Sang cửa thứ hai này. 1, 2, 3, 4, 5. Thôi. Ôi, tại vì cậu bấm nhanh quá đấy. Cậu bấm quá. Đây là lần đầu tiên tớ chơi cái này đấy.